Top 10 đôi găng tay chống nước chống lạnh Nhật Bản cao cấp nhất 2023. Vào mùa đông với những cơn mưa phùn giá bút thì một đôi găng tay chống nước sẽ là giải pháp hoàn hảo cho bạn. Chính vì vậy nếu như bạn đang cần tìm một sản phẩm vừa bảo vệ đôi tay lại vừa tác dụng chống nước chống lạnh thì hãy đọc ngay bài viết top 10 đôi găng tay chống nước chống lạnh Nhật Bản cao cấp nhất 2023 dưới đây nhé găng tay chống thấm nước là phụ kiện bảo hộ tuyệt vời dành cho xe máy đặc biệt khi dùng trong điều kiện thời tiết lạnh thiết kế nâng cấp và có những sự khác biệt so với những chiếc găng tay thông thường găng tay chống nước chống rét golove giòi gia cố với lớp nỉ cực êm ái và dày dặn ở phía bên trong giúp giữ ấm cho đôi tay của bạn khi đi xe hay hoạt động ngoài trời vì sao chúng ta cần mua găng tay xe máy chống nước như những thông tin ban đầu ở bài viết đã nói Thời tiết là một yếu tố ảnh hưởng khá nhiều tới những hành trình di chuyển của một biker. Trong một hành trình đi trên một cung đường dài, đi qua nhiều vùng đất khác nhau, chúng ta cũng khó có thể lường trước được những diễn biến thay đổi thời tiết. Mưa nắng có thể xảy ra bất ngờ trong suốt một hành trình di chuyển. Về cơ bản, với một đôi găng tay chạy mô tô chống nước cho nam và nữ, chúng ta chỉ quan tâm tới việc chúng không cho nước thấm qua bề mặt giúp đôi bàn tay của chúng ta luôn ở trạng thái khô và dễ chịu nhất. Là yếu tố giúp cho chúng ta có những hành trình di chuyển an toàn và tự tin nhất. Tiêu chí chọn găng tay chống nước đi xe máy mùa đông. Găng tay chống nước hay còn gọi là găng tay chống thấm nước hiện nay đang trở thành món phụ kiện đồ phượt vô cùng quan trọng cho những chuyến đi bằng xe máy dài ngày. Tuy nhiên nhiều người vẫn không nắm rõ cách chọn một sản phẩm găng tay đi xe máy mùa đông phù hợp với mình từ kích thước giá thành đến cảm giác sử dụng thoải mái tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng nhu cầu dùng găng tay chống nước nhỏ bạn là một người không thường xuyên đi xe máy hay đôi khi có chuyến đi thời gian không dài hầu hết di chuyển trong nội thành thì nhu cầu dùng găng tay đi mưa hết sức đơn giản không cầu kỳ không cần phải chọn găng tay đi xe quá dày gù bảo vệ tính năng chống mưa rào bởi loại này thường có mức giá khá cao hơn các dòng thông thường nhu cầu dùng găng tay chống nước trung bình Mức trung bình này sẽ được đánh giá theo mức bạn dùng găng tay chống nước trong chuyến đi ngắn ngày, thông thường sẽ chỉ dài khoảng từ 1 đến 2 ngày. Nhu cầu này thì phượt thủ cần găng tay đi xe chống nước. Bảo vệ tốt hơn, dễ dùng, lớp đệm êm ái, tránh việc gò bó khi chạy xe đường dài. Mức giá cũng phải chăng chỉ nằm ở khoảng dưới 300.000 đồng Việt Nam. Nhu cầu dùng găng tay chống nước cao. Đối với ai hay tham gia chuyến đi phượt, đi tour dài ngày thì việc sở hữu đôi găng tay đi xe máy mùa đông là điều cần thiết để bảo hộ, chống nước cho đôi tay. Đây được coi là nhu cầu sử dụng lớn nên găng tay mỏng không đáp ứng được. Thay vào đó hãy chọn găng tay chống nước từ những thương hiệu chất lượng và uy tín, mức giá cao hơn nhưng hiệu quả sử dụng lâu dài.